Đấy, xe của con đấy. Là mô hình bên nhà kia nó quảng cáo đời mới. Thế là cái của nhà mình đúng không? Đây cái của mình, cái này là cái đời nhưng mà nguyên tắc hoạt động. Cái treo kìa, nó cũng treo cho của nhà mình nhé. Trong cái đấy nó cứ đổi. Thứ nhất cái gì treo. Cái này không phải là bộ kế mà cái điện tử treo như của mẹ, cái anh tranh treo ấy. Ừ, nó to hơn thôi, đúng rồi. Đây, xe của con lúc mổ ra nó như này đấy. Bây giờ xe con lúc mổ ra như này đấy. Đúng không? Tiến cho mẹ xem đây này, máy này. Mẹ để lại cho nó, có đủ lại cho nó chụp. Đó, cái trong con này, máy này.